Vừa qua, đêm trao giải L Style Awards 2018 đã được diễn ra với sự tham gia của đông đảo ca sĩ, diễn viên, hoa hậu, người mẫu, nhà thiết kế, doanh nhân và nhiều nghệ sĩ trong các lĩnh vực làm đẹp khác. Đây là nơi quy tụ các sao Việt tình đám, ai cũng chuẩn bị cho mình phong cách thời trang ấn tượng cùng những bộ cánh vô cùng lộng lẫy. Trong Minh xin giữ Quỳnh Châu lại đây một chút xíu. Quỳnh Châu thân mến, không biết là ngày hôm nay bạn đến với L Style World năm 2018, cảm xúc của bạn là như thế nào? Năm nay thì thực sự là ấn tượng từ cái thiệp mời của L hoành tráng quá, và đến đây thì đúng là tinh thần của L luôn luôn tinh tế và hoành tráng như vậy, và cảm thấy là rất là thích khi được dự những cái buổi tiệc thời trang như thế này. Thì L Style World luôn luôn mang đến những cái tiết mục cũng như là giải thưởng rất là bất ngờ đến cho các nghệ sĩ cũng như là các khán giả. Chắc là bạn cũng thuộc đối tượng cần được khuyến khích về thời gian, như thế là LA trao giải của Hàn Tuấn. Hy vọng ngày hôm nay cái không biết là anh Tuấn có nhận được giải thưởng hay không, nhưng mà tôi đến đây bởi vì tôi rất là yêu quý L, luôn luôn tạo ra một không khí rất là vui vẻ, hồn nhiên cho tất cả những nghệ sĩ tham gia những sự kiện của L. Đây là một cái chương trình trao giải rất là quy mô và rất là nhiều giải thưởng danh giá xuất phát từ L Style World. Thì bản thân Châu là một người điển hình mà phải nói là trẻ tuổi nhất. Rất là vui và đang rất là hồi hộp, không biết là quay được có được giải không nữa. Năm ngoái thì anh đã được giải, năm nay thì anh không biết anh có được giải không, nhưng mà anh vẫn chờ đợi để cái giây phút mà công bố giải. Đây là rất là hào hứng và rất là vui, và thậm chí rất là hạnh phúc vì hôm nay có thể mặc một Well, first of all, you know, at Style Awards always brings amazing people. Black and White is a great theme, and we're excited to be here. Cạnh tiết mục âm nhạc lôi cuốn, chương trình còn gây chú ý bởi những hạng mục giải thưởng thời trang danh giá. L Style Awards 2018 cũng đã tìm được chủ nhân xứng đáng sau thời gian bình chọn của bạn đọc và quá trình đánh giá chuyên môn từ ban cố vấn. Châu rất là muốn cảm ơn tới L vì đã cho Châu được một cái giải thưởng rất là danh giá này. Vì bản thân Châu đã từng là một cô gái mà rất tự ti về ngoại hình của mình. Bây giờ đã được nhận được một cái giải thưởng danh giá thế này thì thực sự là Châu rất hạnh phúc, và đây sẽ là một cái động lực lớn lao để Châu tiếp tục cố gắng trong những năm sau nữa. Bọn rất là bất ngờ, và giống như là tên gọi của giải thưởng này, hình ảnh đột phá, tức có nghĩa là bạn đang mang đến một cái hình ảnh mới mẻ hơn mình của những năm trước đến cho quý vị khán giả, và hình ảnh đó được mọi người yêu mến. Bon nghĩ là Bon vẫn sẽ giữ sự nữ tính sexy, nhưng mà thêm vào đó sẽ là một chút tính cách của Bon mạnh mẽ hơn, thời trang hơn. Mình không phải là một người làm về thời trang, vì vậy mà khi mà L trao một giải thưởng cho một người làm về vấn đề bảo tồn động vật hoang dã, làm về vấn đề môi trường như mình, thì mình thấy đây là một động thái rất là lớn để khiến cho cộng đồng và tất cả mọi người đều có thể thấy rằng mình có thể sống một cuộc sống rất là hiện đại theo thời trang, nhưng mà mình vẫn có thể có những cái tác động tốt đến với môi trường. Qua cái việc được cái giải này thì mình sẽ nhận ra cái tầm quan trọng của thời trang đối với công việc của mình. Mình nghĩ là trong thời đại mới thì bất cứ người doanh nhân nào cũng cần có cho mình một cái phong thái tự tin, lịch lãm, và có một cái nét gì đó riêng khi mà xuất hiện trước công chúng để có thể làm tốt nhất công việc của mình. Vui và hạnh phúc. Phương Anh cảm thấy đây là một giải thưởng mà nó đem lại cho Phương Anh một động lực và giúp Phương Anh luôn luôn tự tin vào phong cách của bản thân mình. Mục tiêu mà Phương Anh muốn thực hiện nhất trong tương lai đó là trở thành một người có sức ảnh hưởng tới giới trẻ, và nhất là trong mảng người mẫu. Thực sự thì Khang cảm thấy rất là vui và ý nghĩa, bởi vì cách đây 4 năm thì Khang được nhận giải thưởng là nhà thiết kế triển vọng của năm. Tới thời điểm này thì Khang nhận được nhà thiết kế của năm, giải thưởng nhà thiết kế của năm, thì Khang cảm thấy rất là vui bởi vì được công nhận mình là một thiết kế chuyên nghiệp. Nhờ có mạng xã hội nhiều hơn nên phong cách thời trang của Đại được nhiều người yêu mến hơn, và mình cũng cập nhật được nhanh những cái xu hướng thế giới. Và đối với Đại thì Đại cũng muốn cảm ơn L Việt Nam cũng như là L Style Awards đã tổ chức một cái buổi trao giải ngày hôm nay và dành tặng giải thưởng cho Đại. Cảm nhận của em là rất là bất ngờ, bởi vì đây là lần đầu tiên em được có mặt trong danh sách đề cử của L Style Awards, cũng như là lần đầu tiên em được đứng trên sân khấu và nhận một cái giải thưởng về phong cách thời trang. Style là cái thứ mà nói lên mình là ai, và đó cũng chính là cái mà khẳng định dấu ấn của bản thân mình. Thật sự thân mình rất là bối rối và rất là bất ngờ vì nhận được giải thưởng này. Thân mình rất hạnh phúc vì đây là một giải thưởng rất là ý nghĩa và rất là đặc biệt với một vai trò rất mới của thân mình. Mình nghĩ mình là một người rất là đầu tư cho trang phục cũng như là những cái sự xuất hiện của mình về quần áo và thời trang. Cho nên là đây chắc có thể là một trong những lý do mà thân mình nhận được giải thưởng này.
cảm thấy mình rất là may mắn và cảm ơn El Style năm nay đã cho Sumin được một cái giải thưởng ý nghĩa như thế này. Cái lời mà Sumin muốn gửi cảm ơn đó chính là những anh chị stylist, cũng như là anh chị makeup, cũng như là những người mà định hình phong cách cho Sumin để Sumin có được cái ngày hôm nay. Đối với một ca sĩ thì cái phong cách thời trang nói lên rất là nhiều cái cá tính âm nhạc cũng như là cái cá tính của bản thân họ. Trước giờ thì mọi người quen với cả một Min rất là với cá tính ngọt ngào, nhẹ nhàng, nhưng mà sắp tới thì Min muốn thử sức mình ở mọi phong cách đa dạng hơn nữa. Hà và ekip của mình đã có một cái chiến lược và kế hoạch, đó là sẽ xuất hiện trở lại vào những tháng gần đây. Nên là khi mà có được cái giải thưởng này thì Hà cảm thấy hơi xấu hổ một chút, là bởi vì mình cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, xuất hiện nhiều hơn nữa với sự mong đợi của khán giả. Hiện tại thì Vân cảm thấy rất là vinh dự khi được lần đầu tiên nhận giải thưởng của Elle Style Award năm 2018 này. Thực ra chọn phong cách menswear, Vân nghĩ nó xuất phát từ cái cá tính của mình, bởi vì gần đây là mình đã tập trung rất là nhiều về vai trò nhà sản xuất. Thì ở một cái vai trò nhà sản xuất mà một cái người di chuyển rất là nhiều, hoạt động rất là nhiều ở phía sau hậu trường, phải tìm ra như thế nào để có cái style của mình nó thoải mái nhất có thể. Quá bất ngờ, thật sự là anh cũng không có thể tin được là mình lại nhận được giải thưởng Best Dress of the Night. Tại vì mình đang làm nhiệm vụ và mình nghĩ đây là giải thưởng dành cho khách mời, cho nên là mình không có nghĩ gì đến là sẽ nhận được giải thưởng này. Thì thật sự rất là cảm ơn Elle Style Awards, bởi vì đây là một giải thưởng rất là có ý nghĩa, không chỉ với anh mà với ekip, những người đã giúp cho anh có được một diện mạo đẹp và lộng lẫy như thế này. Đây cũng có thể gọi là một sự may mắn đến với Hen ngày hôm nay. Như tất cả mọi người hay để ý thì Hen rất là thích những phong cách mà là đơn giản nhất, cũng như là khoe về hình thể. Thì cái trang phục ngày hôm nay cũng như vậy. Và đây là trang phục của nhà thiết kế Kim Khanh đã dành cho Hen. Hà may mắn được Gucci đã mang đến những bộ đồ gọi là ấn tượng nhất và đẹp nhất ở trên sàn runway để cho Hà có thể tỏa sáng trong buổi tiệc này. Cảm ơn một lần nữa tới Elle Style Awards và tất cả mọi người đã cùng bình chọn cho Hà giải thưởng này. Thật sự thì Hằng rất là vui, cũng rất là bất ngờ. Ngày hôm nay thực sự là dress code là màu trắng và màu đen, cho nên là cũng được mọi người ưu ái chọn một cái màu sắc khác, nhưng mà thật sự cũng là một cái điểm nhấn, một cái điều đó đặc biệt để mà ngày hôm nay Hằng có thể tỏa sáng và hòa vào chung tập thể tất cả các anh chị nghệ sĩ ngày hôm nay, tạo nên một đêm đáng nhớ cho Elle Style Awards.